nay cô sẽ review cho các em một món ăn, đó là kẹo dẻo. Đây, cô đã mua hai bịch. Một loại là hình gì đây cô biết? Là hình con giun. À, một loại là hình gấu. Gấu ha. Đây, Haribo hả? Haribo. Haribo. Ồ, Haribo. Bây giờ mình sẽ xé thử gấu trước. Còn bấm quay lại, bấm dừng lại đi. Dừng lại. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn thử hình gấu trước nha mấy em. Đây, nó có cái dấu xé đây. Tên tên tên. Kẹo này thì chắc có lẽ là rất là quen thuộc với các em rồi ha. Nhưng mà hôm nay mình review thử. Nó có rất là nhiều màu đó em ơi. Để cô lấy ra ha. Ai à. Ồ, đây. Bây giờ thử màu xanh nha. Chua chua. Này là kẹo trái cây á, đúng rồi. Trái cây. Đất nguyên đó. Bây giờ thử màu dâu ha. Này không phải gấu đâu, nhìn con gấu. Màu kem. Hình như mỗi một màu là một vị mấy em ơi. Nó có vị ngọt ngọt chua chua. Kẹo dẻo mấy em. Rồi. Những cái con gấu này một hồi cô sẽ để lên chảo và nấu nó cho nó tan chảy ra. Ráng xem clip nha các em. Nhớ xem hết clip nha. Hấp điện hấp dẫn đang chờ phía sau á. Rồi bây giờ tiếp tục. Con sâu. Chua quá. Chua thiệt. Hai cái màu này đẹp quá nè. Tèn tên tên. Con sâu rồi phải ăn gì? Thực sự là cũng không có được nhiều. Được nhiêu con ra? Một. Tôi 4 5 6 7 con cô ăn nữa là 8. Ơi. Mình thấy không? Thì ăn nước thì 9 10. Rồi. Cô với thi. Ăn con màu đỏ đi. Màu đỏ. Sang con màu xanh đi. Dạ. Còn lại. Đây nè. 1 2 3. Không. Rồi, bây giờ mình sẽ đi nấu kẹo này lên cho coi cái quá trình tan chảy của nó nha mấy em. Nhớ theo dõi nha. Bây giờ cô sẽ bấm dừng lại và đi ra bếp.